Sáng hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 4 2020, cũng như mọi ngày, hôm nay em đi gửi 13 cái lục cho 13 anh em cầu thủ của 13 tỉnh thành phố. Thì sẵn tiện em cũng làm cái clip giới thiệu chất liệu giá cả của từng loại lục cho anh em tiện tham khảo. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo chính chủ 0947 252 874. Anh em lưu ý, sau đây em sẽ nói chất liệu giá cả của từng loại lục. Thì em nói vừa nói cái hình nó vừa nổi lên thì anh em cứ nhìn đó, giá cả em báo sẽ như hình, anh em lưu ý chỗ đó. Thì hình thức ship hàng bên em là nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe, nên anh em cứ yên tâm về mẫu mã chất liệu ha. Đây là lục đầu tiên trên màn ảnh nhỏ của anh em, đó là lục khung inox nan thép mạ đồng, trụ inox móc sắt như hình, 700.000 bao ship, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 700 bao ship. Thì như em luôn nói, chất liệu giá cả em công bố rõ ràng, đây là khung inox nan thép mạ đồng, trụ inox móc sắt nha anh em. Lục thứ hai đó là lục khung inox nan thép mạ đồng, trụ móc ti đồng, tức là nó vừa giống cái lục em vừa giới thiệu cho anh em, nhưng mà nó nâng cấp cái trụ móc ti đồng phía trên. Thì lục này là 900.000 bao ship, thì gồm có lá cống đầy đủ như hình nha anh em. Thì chất liệu nó là khung inox nan thép mạ đồng, trụ móc ti đồng, 900.000 bao ship. Thì lục thứ ba xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của anh em, đây là lục inox nguyên cái, trụ móc ti đồng, 1 triệu bao ship, tức là khung inox nan inox trụ móc ti đồng. Lưu ý, trụ móc ti đồng bên em là trụ bằng đồng khối tiền, móc vẫn bằng inox, nhưng không phải là trụ móc ti đồng nguyên nguyên cục đồng giống như anh em hay hỏi em đâu. Đấy là 1 triệu bao ship nha anh em. Lục thứ tư đó là lục khung inox nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, 1 triệu 2 bao ship, gồm có lá cống đầy đủ như hình. Thì lục này là khung inox nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, thì cầu tử cũng từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 1 triệu 2 bao ship như hình. Lục thứ năm đó là lục cũng là lục thép lưỡng kim nhưng nâng cấp sen xếp cánh bướm, xếp cánh bướm như hình đây. Anh em nhìn trên xuống thì chỉ thấy cái cầu tử thôi. Cái lục này là 1 triệu 3 bao ship, chất liệu nó là khung inox nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, sen xếp cánh bướm. Thì anh em thích thì ta xếp, không thích thì ta bung ra sẵn như trên này màn ảnh nhỏ của anh em. Thì đây là cái lục em xếp sẵn, đây là lục em xếp lại. Thì nhìn từ trên nhìn xuống con bổi sẽ chỉ thấy cái cầu tử, không ít có thấy cái lỗ xanh hơn. Thì lúc nhảy vào thì cái xanh lục nó sẽ tự động bung ra để nó hướng bổi. Cái này anh em muốn tham khảo kỹ hơn thì cứ lên trên YouTube và gõ vào từ từ kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái tên Linh Bình Thuận, có rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục, test lục bài bản em đã để sẵn trên YouTube hoặc vào Zalo 0947 252 874, em sẽ chia sẻ clip cho anh em tham khảo. Lục thứ sáu đó là lục đa năng, tức là lục hai chức năng như như hình, 1,5 triệu bao ship, chất liệu khung inox nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, sen cánh bướm, hai cầu tử tháo rời. Thì anh em nhìn cái cầu tử dài phía trên đó là cầu tử 60 cm tháo rời, đánh như là đánh đàn cò vậy đó, rút dây chanh. Cầu tử phía dưới là cầu tử 35 cm đánh bằng hình thức trùm lưới như lục bình thường. Thì cái này thì tốt nhất thì anh em cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái đa năng, cô gái tên Linh Bình Thuận, thì rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục, test lục bỏ trên đó. Chứ giờ mình nhìn hình em nói thì anh em khó tưởng tượng hơn, cứ coi cái clip rõ ràng rồi gọi cho bên em. Lục hai mặt khung inox nan thép lưỡng kim, khung inox nan thép lưỡng kim, trụ inox móc sắt, 1 triệu bao ship như hình. Lục hai mặt này rất giống cái lục Thái, nhưng mà hình thức đánh thì rất giống cái lục Việt, nó trùm lưới trùm đà, còn lục cụ Thái là nó trùm rút cục. Anh em lưu ý chỗ đó, nhìn thì giống nhưng mà hình thức đánh thì nó giống lục Việt hơn. Thế lục hai mặt cũng y vậy nhưng nâng cấp trụ móc ti đồng, tức là cái bỏ trụ móc ti đồng cũng thợ tiện người ta tiện đó, thì là 1,2 triệu bao ship. Thì như trên màn ảnh nhỏ của Nam, chất liệu nó cũng là khung inox nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, 1,2 triệu bao ship.
Thì nếu anh em thích nâng cấp hơn thì anh em cứ, bên em còn cung cấp thêm cái mẫu lục hai mặt cũng là khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng, nhưng hai sen xếp cánh bướm, tức là hai sen xếp cánh bướm lại thì xếp như lúc lúc nãy em giới thiệu cái lục một mặt đó, thì cũng 1,3 triệu bao ship thôi anh em. Giá cả thì rất chi là phải chăng, 1,3 triệu bao ship. Thì đây là lục hai mặt khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng hai sen xếp cánh bướm 1,3 triệu nha anh em. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng gáo cầu tử 60 cm tháo rời khung inox nan thép lưỡng kim 550.000 đồng bao ship. Thì cảm ơn anh em cô thủ quan tâm tin tưởng sử dụng lục cua cái tới Lê Bình Thuận trong suốt thời gian vừa qua. Chúc anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe an lành hạnh phúc.